Rồi xây đi. Mến chào quý cô chú anh chị đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Ngọc Cang ở đường làng Qua Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để review giao lưu với quý cô chú anh chị một số phôi linh sam ha, cần thăng với hoa giấy Mỹ ha quý cô chú anh chị. Bây giờ mình gặp anh Cang để giao lưu chi tiết với anh ha quý cô chú anh chị. Rồi chào anh Cang ơi. Rồi xin chào bà con. Hôm nay nhà vườn mình có lên số cây hoa giấy Mỹ với cần thăng, linh sam, trang đỏ. Rồi để giao lưu cùng cô chú bác anh chị mình. Rồi để không mất thời gian mình bước vào cây xem cây nha. Rồi mình bước vào cặp đi, cặp giấy Mỹ trước. Đây. Cái giấy Mỹ này mình bán để cái khi mà mình chốt rồi đó, mình bán mình vận chuyển đi á là mình quấn bọc gì nghe cô chú bác anh chị mình. Đó. Quấn bọc gì rất hiệu quả nha. Giữ ẩm đó. Rồi chứ không có để nguyên cái chậu này giao đi nha. Nói trước cho cô chú bác anh chị mình rõ. Rồi, hình thức rồi. Là mình bao ship anh. Rồi, bao ship đó. Rồi. Rồi. Cặp số 1, 1 cây. Cặp này nó hoành 43 nè, hoành cũ nè. Thăng nè 18 hoành nè. Một cây. Cây thứ hai nè. Cây này thăng 15 nè. Hoành cũ này 42 nè. Cao nó 40 50 đó. Rồi, cặp này giao luôn là 500.000 bao phí ship cho cô chú bác anh chị mình. Bông giấy Mỹ này mình bao sống nha cô chú bác anh chị mình. Rồi sang cặp số 2. Rồi. Hoành 19. Hoành cũ nó 31. Cao 40. Đó. Một cây, hai cây này nó đối nhau nè. Đó. Rồi. Này hoành thăng nó 19, hoành cũ nó 38. Cao 40. Rồi cặp này giao luôn là 500.000 bao phí ship luôn. Đó, hai cặp đối nhau. Rồi cặp số 3. Hoành cũ 34, hoành thăng 17. Rồi. Một cây. Hai cây. Hoành thăng 19, hoành cũ 27. Cũ ngay đây 27. Cao 40. Đó. Rồi cặp này xin giao lưu là 400.000 bao phí ship. Rồi bước sang cây linh sam bánh thang. Rồi này đó, cây có rang ra bông rất đẹp. Cây nó là hoành thân nó cỡ chín nè. Rồi đang con cái mặt bông đang ra bông. Bánh thang đẹp ha. Bánh thang. Rồi cây này xin giao lưu là 400.000 bao phí ship. Chiều cao nó là 1 mét đi. 400.000 sống khỏe. Cây này mình bao sống đến nơi nha cô chú bác chị mình. Phải cây sống khỏe rồi mình bao sống đến nơi à. Rồi cây số 2. Cũng nó luôn. Nó cao 1 mét. Cây này có thăng lắc lượng. Rồi cây này xin giao lưu là 400.000 luôn. Này hoành chắc tầm 8 ha anh. 7, 8, 9 gì đó. Cần có 2 cái. Rồi 2 cây. Rồi cây số 3. Rồi cây số 3 này cốt cành đẹp nè. Cây số 3 là 200.000. Chiều cao nó 40, 50 đi. Mini ha. Mini. Nó được cái cốt cành đẹp. Thăng nó cỡ không phải cái. Rồi 200.000 bao phí ship cho cái này dễ thương. Rồi mình bước vào linh sam siêu bông. Đây. Cặp này mình bán cặp luôn. Đây. Hoành thăng nó 14 nè. Còn hoành đây. Đang có hoa nè. Một cây. Hai cây. Thằng này thân cái chậu này chứ anh. Thân chậu rồi đó.
Nói chung là cây này là nó sống khỏe rồi. Rồi. Rồi, cặp này xin giao lưu là 500 ngàn, bao phí ship cho hai cây. 500. Rồi, bây giờ mình ba cặp ống. Sao? Đó. Đó, cặp số 5. Cái này hoành thân nó chín nha, 9 sen. Dạ. Một cây. Hai cây. Ống này mình đang nuôi đế nha anh. À, đang nuôi đế, về bà con nuôi chỉ thay dưới đây thôi. Vũ đất ra rồi trồng vô cái chậu. Rồi cái ống thì để đi một năm sau là khui ra thì có bộ đế đẹp. Hiện giờ nó bộ đế nó cũng có rồi nè. Rồi cặp số 5 này giao lưu là 550, bao phí ship. Rồi sang cặp số 6. Một cây. Cũng vậy luôn, hoành chính. Hai cây. Cây sống khỏe hết rồi. À, đấy nè. Nó về bà con cô chú bác anh chị em mình nuôi thêm nha. Nuôi nữa. Nuôi bộ bự đấy. Rồi. Rồi cặp số 6 này giá 550. Đồng giá luôn. Đồng giá. Sang cặp số 7. Này ra bung sùm hết rồi. Cây này là không có sợ chết nữa. Một cây. Hai cây. Cặp số 7 cũng 550, bao phí ship. Sang cặp số 8. Một cây. Hai cây. Rồi, cũng 550. Sang cặp số 9. Một cây. Hai cây. Rồi, cặp số 9 cũng 550, bao phí ship. Rồi, sang lô. Cái nhân ngày lễ mình giảm giá nha. Lô sam siêu bông, lô 10 cây. Đây lô số 1. Rồi, lô số 1 1 cây. 2 cây. Hoành thân nó 10 11 12. Hoành thân trung bình 12 11. 2 cây. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây. Rồi kết thúc lô số 1 giá 1,2 triệu. 1,2 triệu bao phí ship. 10 cây 1,2 triệu bao phí ship cho bà con. Này giá này có giảm giá cho bà con rồi. Lễ nhân dịp lễ nè. Rồi sang lô số 2. Cây thứ nhất. 1 cây. 2 cây. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây.
cây này nó sụ là mình để nằm nha, nằm nó đi 8 cây. Chín cây. Mười cây. Rồi kết thúc lô số 2, 10 cây giá 1,2 triệu bao phí ship. Rồi, lô số 3. 1 cây. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. Năm cây. Sáu cây. Bảy cây. Này do mình để nằm á, nói gì nè, đó, cho nó dẫn nhựa nó mau, mấy cây này nó bị nín á, nó ra chậm. Về bà con cũng xử lý vậy đó, cây nào chậm thì để nằm xuống vậy nè, thì nó ra cái chòi gì nó sẽ đủ, nó bơm nhựa đủ lên. 8 cây mình để nằm mà để trong ẩm á, nó mau ra chòi. Nhiều khi cái cây có lúc có cây mạnh cây yếu nên nó chậm thôi chứ không phải là nó bị ấy. Giờ bà con để nằm xuống thì nó mau mà tới ẩm á. 10 cây. Rồi kết thúc lô số 3, 10 cây giá 1,2 triệu bao phí ship. Sang lô số 4. 1 cây. 2 cây. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây. Rồi kết thúc lô số 4 giá 1,2 triệu bao phí ship cho 10 cây. Sang lô số 5. 1 cây. 2 cây. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây. Rồi kết thúc lô số 5, 10 cây giá 1,2 triệu bao phí ship. Sang lô số 6. Cái này mình bao sống đến nơi thôi, nghe cô chú bán chị mình. Cái này sống khỏe rồi.
bao sống đến nơi cô chú bác kiểm tra thì cây còn sống là ok. Một cây, hai cây. Nhiều khi nhiều chỗ vùng miền á thằng thấy nó khác nhau á, với cách chăm sóc lên chậm chậm. Chậm nó nín, cây nào nín thì cô chú bác anh chị em mình để chỗ ẩm mà để nằm cây xuống á, cho nhựa nó bơm, nó bơm dễ lên thì nó mau. Bốn cây đó, mấy cây này nó bị nín nè, để nằm gì nè nó mới cái ra cái chồi gì đó, giờ cái gì mấy này mấy tháng rồi nó mới lên đó, 3 tháng rồi, nhiều cây nín 3 tháng luôn chứ không phải chết nhiều cây đó. 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây. Rồi kết thúc lô số 6, 10 cây giá 1.200.000 bao phí ship. Rồi sang lô số 7 là cành thăng. Cành thăng cũng 10 cây. Cái thứ nhất 1 cây. Cây thứ hai. Quành cũ nó cỡ 20 đến 20. Nói chung là trung bình 20 đi, 20 25. Quỳnh cũ, quỳnh thăng nó cỡ ngón út, ngón tay cái, 3 cây, quỳnh thăng đó nè, 4 cây, đó, mấy cây này để nín cái mình để gì nè, năm chồi đó, nó nín lâu á, nhiều cô chú bán anh chị em mình nói sao cây thì lên quá trời, cây thì nó không có ra, nó bị nín, nó chứ đừng có gấp quá, chừng nào chết thì gửi hình mình bù cho. Nín mình làm xử lý dùm lại dùm, chứ nếu mà ấy không bù không là nó bộn à, tại vì nó cái mấy cây này bị nín nè. Bảy cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây. Rồi 10 cây giá 1.400.000 bao phí ship cho cô chú bán chị mình. 10 cây cành thăng giá 1.400.000. Mấy cái lô này lúc trước mình bán 1.600.000 lận, giờ nhân lại dịp lễ thì mình giảm giá, cành thăng lên sam giảm luôn, quay giấy Mỹ giảm luôn. Rồi lô số 8, 1 cây. Bây giờ mình không có biết khuyến mãi thêm cây gì nữa, thôi mình giảm giá vậy cho cô chú bán cho mình nhân ngày lễ. 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây. Rồi kết thúc lô số 8, 10 cây giá 1.400.000 bao phí ship. Sang lô số 9. 1 cây.
dù nắng á phải không? Cây hai cây ba cây bốn cây năm cây sáu cây bảy cây tám cây chín cây mười cây. Rồi kết thúc lô số 9, 10 cây giá 1.400.000 bao phí ship cho cô chú bác chị mình. Rồi sang lô số 10. 1 cây. Về cô chú bác cắt lại, cắt không kịp. 2 cây. 3 cây. 4 cây 5 cây 6 cây 7 cây 8 cây chín cây mười cây. Rồi kết thúc lô số 10 giá 1.400.000 bao phí ship cho cô chú bác anh chị mình. Rồi sang lô số 11, trở lại Linh Sam nha. Một cây hai cây ba cây bốn cây năm cây sáu cây bảy cây tám cây chín cây mười cây. Rồi kết thúc lô số 11, 10 cây Linh Sam siêu bông giá 1.200.000 bao phí ship. Rồi sang lô số 12, lô này gồm 6 cây 2 4 6 cây trang ha. Trang cam, màu cam. Rồi. Một cây, cây này hoành chính nha. Đó, hoành nó trung bình chính không à, chiều cao nó 30 đi. Một cây một cây hai cây về cô chú bác về mình vũ bầu vũ sơ sơ đi rồi nữa hãy vũ sạch ra
khoảng vài tháng đi hạ vũ đất ra hết, chứ để đất trồng nữa sau này cây nó suy, cái bầu đất gì nữa sau này mình phải vũ ra hết nó mới cây nó mới sống bền được. Không vũ là cây này sau này nó sẽ lụng luôn. 4 cây. Cây rất già nha. Đó. 5 cây. Cái này là mình bán lẻ là 200. 6 cây. 6 cây trang cam này giá là 1 triệu, bao phí ship cho cô chú bác anh chị mình. 6 cây 1 triệu. Rồi, sang lô số 13. Lô này 7 cây. Lô này gồm 7 cây. 1 2 này nó phát rồi đó. 3 đâm tường ha, đâm chồi này sót lại nha. 4 nghe cô chú bác chị mình, chứ không phải là chứ rồi mình nói hết hàng rồi, chứ không phải là nó sót á, nó nằm rải rác á, mình gom lại để thôi cô chú bác nói hô hết hàng mà sau này đem lên bán nữa. Hổm nhiều anh em hỏi đó, mình nói hết hàng rồi chứ thật sự nó bị sót nè. 6 cây. Bảy cây. Rồi 7 cây trang cam này. 7 cây này 900 ngàn bao phí ship. Rồi sang trang đỏ nha. Lô 14. Lô số 14 trang đỏ. Lô 14 này 10 cây luôn. 1 cây. 2 cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó hoành cỡ ngón út à. 3 cây. 4 cây. 5 cây. Cái này mình vũ đất hết rồi nghe cô chú bác chị mình. Là khỏi sợ chết nữa rồi. Vũ đất á. Mình sôi bầu đất. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. Này lô số 14. 9 cây. Mình tận trưng một lô lên hết nghe cô chú bác chị mình, với số lượng còn rất nhiều. 10 cây. Đó, 10 cây này giá 700. 10 cây trang đỏ giá 700 ngàn. Hoành nó cỡ chiếc đũa ống hút. Ngón út. Ngón út. Quái. Đó, quay qua đây. Đó, số lượng 300 mấy cây. 350 cây. Đó, mình tận trưng một lô. Cô chú bác, vậy anh em mình chốt hàng thì mình kết bạn Zalo. Mình gửi hình thêm. Tại đây nó số lượng nhiều mình không có đưa hết được. Rồi mình bước sang giấy Mỹ. Giấy Mỹ này cũng lô 10 cây. Lô 15. Hoành nó là hoành 10 từ 11 đến 14 15. 1 12 13 14 15. Hoành cũ nó 20. Rồi, cao nó là 50. 1 cây. 2 cây. Xếp quán bọc anh. Xếp quán bọc tháo ra nghe cô chú bác chị mình chứ không có để bội.
như cái đầu cái déo mình có ghi rồi, quắn vậy đó, quắn bọc giữ ẩm. Giờ cô chú bác anh chị mình trộn sơ dừa trồng lại 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, chiều cao 50-60, 7 cây. Hàng này cũng lên mầm rồi ha anh. Lên mầm rồi. Mà giấy Mỹ dễ sống lắm cô chú bác chị em mình ơi. Cái rễ nó đụng cái bộ dưới luôn á. Cái rễ, anh này ra rễ nè. Cái rễ nó đụng bộ dưới đây nè. Vô vậy á, đặng quay phim nó dễ với lịch sự. Cây 9 cây, chiều cao 40-60, 10 cây. Rồi kết thúc lô số 15, giá 1.400.000 bao phí ship cho cô chú bán chị mình. 1.400.000 cho 10 cây qua giấy Mỹ, phôi giấy Mỹ. Rồi sang lô số 16, 1 cây. Rồi hoành 11, 12, 13, 14, 15, 12 cây, 3 cây, 3 cây. Mình đang vô cái này là bội bội mừ á, bội chín. Bội chín. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. Chín cây. 10 cây. Rồi kết thúc lô số 16, giá 1.400.000, 10 cây bao phí ship. Sang lô số 17, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. Cây. Chín cây. 10 cây. Nặng quá. Rồi kết thúc lô số 17, 10 cây qua giấy Mỹ, giá 1.400.000 bao phí ship cho cô chú bán chị mình. Rồi cũng là kết thúc video luôn.
Rồi kết thúc video, xin cảm ơn cô chú bác chị em đã xem hết clip. Rồi nhân dịp đấy cũng cho xin kính chúc cô bác gặp được nhiều vui vẻ và hạnh phúc. Rồi xin chào.